Hello, Mitchy. Hello, Miss Hao. I'm sorry I'm late today. How are you? I'm fine. Thank you. And you? Yes, I'm fine too. Okay. Oh my God. So we haven't seen each other for a week. Yeah, chúng ta chưa gặp nhau trong vòng tuần rồi. Hôm bữa là do Zoom của em có vấn đề nên là em không có mở lớp được. Okay. So can you tell me what happened? Like, what did you do last weekend? What did you do last weekend? Mình nói là ở nhà thì nói sao cô nhỉ? Stay at home nè chị. Stay at home. I stay at home. Okay, last weekend. Okay, I stay at home last weekend. Thank you. Okay. Is the weather like? Hello. What is the weather like in Saigon? The weather is very hot in Saigon. Okay, it's very hot in Saigon. It's very hot. Thay cho cái việc mà chúng ta nói là the weather is, chúng ta thay bằng cái it's very hot cũng được nha chị nha. Chúng ta thay bằng it hẳn luôn. Okay, so does it rain? Okay. No rain. No rain at all. Không có một giọt mưa nào luôn. Yeah. Ở đây. Không, tuần trước á là mưa liên tục, không có ngày nào cứ sáng nắng thì chiều mưa. Đến gần cuối tuần rồi cái tự nhiên cái giờ đó nắng nắng không thể nào chịu đựng nổi. Rất là nóng. Ở bên ở dưới em thì cũng có, nhưng mà nó xen kẽ hơn, kiểu như là có hôm hay là nắng một ngày, có hôm thì sáng nắng chiều mưa, nó cứ xen kẽ nhau như vậy. Nhưng mà nói chung cái thời tiết cũng rất khó chịu, rất là nóng, thật khủng luôn chị. Okay. So what did you do? And what do you do to cool down? Để giải nhiệt đó chị. Cool down là làm nguội, làm mát đi vậy đi. Và là chúng ta làm gì để giải nhiệt nhỉ? What do you do to cool down? Sử dụng ha, sử dụng máy lạnh đi. Ok rồi. Hoặc là chúng ta bật là bật có cái chữ là turn on đúng không nhỉ chị nhỉ? Bật là turn on. Hôm trước cô chỉ cái từ máy lạnh là gì quên nè. Air gì nhỉ? Air. Condition. Air conditioner. Condition. Là, air conditioner. Chúng ta nói lại giúp em nhé. Air conditioner. I turn on air conditioner. Okay. Can you say that again? I turn on the air conditioner. Turn on the air conditioner. Thank you. I turn on the air conditioner. So, right? Là máy lạnh ha. Rồi vậy thì can I ask like, how often? Okay. How often do you use the air conditioner? Hoặc là em gọi là the AC cũng được, là viết tắt của air conditioner chị. How often do you use the AC during hoặc là in the summer? Mùa hè thì mình xài cái mức độ nó xài thường xuyên như thế nào? How often do you use AC in the summer? Hầu như là nói chung là sáng mà tới công ty á, 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều là ở trong máy lạnh. Về nhà rồi tầm 7 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau là sử dụng máy lạnh, hầu như là ở trong máy lạnh hơn 20 tiếng một ngày. Vậy thì mình có thể nói là 24/7, tức là 24/7 luôn, được chưa? Hoặc là kêu mình có thể nói là all day đúng không chị nhỉ? All day là suốt cả ngày. Đó, tùy mình lựa chọn nha chị nhỉ, all day là cả ngày. Hoặc là 24/7 thì chúng ta nói luôn đó là 24/7. Đó, I use the AC 24/7. Đó. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ trả lời câu này như thế nào? How often do you use AC in the summer? I use it all day. I use it all day. Can you say that again? I use it all day. Thank you. Good. Rồi, cái này mình có cần ghi chú gì không nhỉ? Để em chép lại, em copy lại, em gửi vào trong cái Zalo cho mình để mình ghi. Hello. Rồi. Yeah. 24/7. Đúng rồi, nó sẽ ghi là 24/7 như vậy, tức là 24/7.
Không cần đọc cái dấu sẹt nha chị nha. Đó, em gửi vô trong Zalo cho mình để cho dễ. Okay, it must be very hot. It must be very hot and uncomfortable, right? Me too. I feel uncomfortable too. Ban ngày mà ở nhà mà cầm cái cây lau nhà lên mà lau hết cái nhà coi như mồ hôi nó ra như tắm luôn. Thế là phải đi tắm. Bình thường ấy, là during like in hot days like this. Đây, em ghi cái câu nói của mình đây nha chị nhé. Hoặc in hot day mà em gọi là on hot days like this, I usually take shower, đúng không? Take shower three times a day. Yeah, on hot days hôm like bữa this, cũng như vậy mà bị cảm cũng hơn chục ngày á. Thì luôn là gì hả? Chắc là kiểu như cái... mồ hôi nhiều quá mình đi tắm bị cảm lạnh đó. Em thì cũng phải đợi cho mồ hôi nó bớt ướt người thì hãy là em mới đi tắm. Với cả em cũng không có tắm nước lạnh nhiều, tắm nước ấm hơn. Đó, tắm nên là ít ra là cái nhiệt độ cơ thể của em nó vẫn điều hòa được. Nhưng I usually take shower very late at night. I usually take shower very late. I mean, when on busy days, I take shower after 10 p.m. On busy days, I take shower after 10 p.m. and on normal days, I take shower around 5 p.m. Sáng sớm vẫn tốt hơn. Sáng sớm vẫn tốt hơn mà chị, mà nhưng mà buổi đêm mới là kiểu như hôm nào bận quá thì đến mức phải như vậy thôi, em cũng quen rồi. Nhưng mà phải công nhận là trời nóng mà không có đi tắm thì thật chắc chết. Rồi, ok. Bài hôm trước thì em có dặn mình là mình hãy về mình xem lại cái video này đúng không nhỉ chị nhỉ? Did you watch it? Đúng rồi. Có hôm bữa có xem rồi mà hôm thứ năm mình bữa trước mình không có học. À, rồi, ok. So do you understand the video? Is it easy or difficult? Is it easy or difficult? Cái video nó dễ hiểu hay là khó hiểu chị nhỉ? Dễ, yeah, dễ. Yeah. Ok, dễ đúng không? It's easy. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta trả lời giúp em nhé. Who comes to the restaurant with John? Lan comes to the restaurant with John. Okay, that's good. Lan comes to the restaurant with John. That is correct. Which kind of drink does John choose? It's soda. It's soda. Thank you. That's good. Do they have pineapple on the menu? No, they don't. No, they don't. What is John's main course? It's steak. Thank you. Rồi chúng ta vẫn nhớ hết được cái từ vựng mà chúng ta đã học ở bài trước, chúng ta áp dụng vô rất là tốt và chúng ta đọc cực kỳ tốt luôn. Thank you. Right. Để đọc đi đọc lại nhiều lần. Phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Thank you. Rồi không sao cả. Ok, chúng ta bây giờ qua đến bài tiếp theo, cũng là bài liên quan đến chủ đề restaurant luôn. Bài này có em sẽ đi nhanh nếu như mà không có gì quá khó. Ok. In day 30, we also study something about restaurant. Chúng ta cũng học về chủ đề restaurant. Chúng ta học thêm một số món ăn mà chúng ta thường thấy ở trong nhà bếp hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy ở trong nhà hàng. Đây, khi mà đi chợ mà chúng ta thấy những cái loại rau củ hay là những cái loại thức ăn chúng ta muốn gọi tên nó bằng tiếng Anh thì chúng ta có thể có những từ vựng sau. Chúng ta có thể bắt gặp những cái loại đồ ăn sau. Đầu tiên, cái súp lơ xanh. Cái này mình nhìn vô phiên âm thì mình tự đọc được không nhỉ chị nhỉ? Chúng ta sẽ đọc tên này như thế nào ạ? Broccoli. Broccoli, chính xác, đúng rồi. Trời ơi. Đấy là cái việc mà em hướng dẫn phát âm cho mình đã thành công lắm rồi. Bây giờ mình nhìn vô phiên âm mình tự đọc luôn. Broccoli, chính xác, đúng giờ rồi. Giờ này đang đọc mấy cái bài thoại á, là giống như đang nhái giọng thì người ta đọc để cho nó đúng cái ngữ điệu. Dạ, rất là tốt mà chị, mình làm như vậy rất là tốt. Mình có cái gọi như là phương pháp học tập riêng cho mình, nó phù hợp với mình thì mình cứ đi theo nó nhé chị nhé. Không nhất thiết phải đi theo cái hướng dẫn của giáo viên, tại vì nhiều lúc giáo viên đưa ra những cái phương pháp học tập mà không phù hợp với mình tự tìm được cái nào hay mình cứ đi theo ạ. Rồi broccoli, chính xác. Tiếp, cái con tôm chúng ta sẽ đọc là shrimp, đúng rồi. Cái từ này hơi khó đọc một chút xíu tại vì nó bao gồm cái âm s cong và shrimp. Đó, chúng ta tắt cái này ra một chút shrimp. Xíu. Đúng rồi, đọc cái âm S trước rồi ta mới tới rim. Shrimp. Lại một lần nữa được không ạ? Shrimp. Thank you, that's good. Đúng rồi, đó là shrimp, có nghĩa là con tôm. Rồi,
cái rượu pha chế này thì chúng ta gọi tên như này nghe sang trọng quá. Thực ra chúng ta đi vào những cái quán nước chúng ta vẫn biết cái món này gọi là cocktail đúng không nhỉ chị nhỉ? Tập cái tiếng Việt là cocktail. Đúng. Nhưng tiếng Anh người ta không đọc như thế. Cái này chúng ta đọc như thế nào ạ? Cocktail. Chính xác, đúng rồi, cocktail. Trời ơi, chị tự tin lắm rồi chị. Cocktail, đúng rồi. That's right, cocktail. Tiếp, chúng ta có. Spaghetti. À, cái này thì chúng ta lại quên không có chị để ý đến cái âm nhấn rồi. Âm nhấn của chúng ta đang rơi vào âm tiết thứ mấy nhỉ chị nhỉ? Chúng ta có spaghetti. Âm thứ hai. Đúng rồi, thì chúng ta sẽ phải lên giọng ở âm thứ hai. Chúng ta đọc lại là Spaghetti. spaghetti, chính xác. Cái nào mà chúng ta không có nhấn thì chúng ta thêm dấu huyền. Cái nào mà chúng ta nhấn thì thêm dấu sắc. Ví dụ như spur, chúng ta không nhấn thì thêm dấu huyền vào thành spur. Đúng không ạ? Ghe, ghe thì chúng ta lên giọng nhấn thành ghé. Spur ghé, spur ghé. Cuối cùng xuống giọng thì spaghetti. Đúng không ạ? Spaghetti. Đúng rồi, chính xác. Rồi, spaghetti đó là cái món người Ý. Rồi, món tiếp theo chúng ta có là Tiếp. beef, đúng rồi, cái này âm F ở cuối mình để ý giúp em beef. Tiếp. Đúng rồi, thank you. Beef này thì nó có thể là tái sống hay là gì cũng được như chị nha. Chúng ta đều gọi là thịt bò hết. Beef. Em giới thiệu thêm một món nữa đó là thịt heo. Thịt heo thì chúng ta có từ cái này sẽ chữ nhỏ ta. Thịt heo của em đó là chữ pork, đúng rồi, chính Pork, xác. pork. Rồi cái này mình có biết đúng không nhỉ chị nhỉ? Yeah. Rồi pork, chúng ta còn nhiều loại thịt nữa nhưng mà thôi chúng ta dừng ở đây thôi. Beef và pork. Đó, vậy khi nói đến beef chúng ta nói đến thịt bò chứ không phải là con bò nha. Rồi pork cũng tương tự như vậy. Rồi chữ tiếp theo, chữ cuối cùng, cái món này rất là đơn giản, ta đọc là Hamburger. hamburger, chính xác. Chúng ta thấy dấu nhấn ở ngay âm tiết đầu tiên thì chúng ta để dấu sắc vào đây, ham, rồi mấy cái còn lại là burger. Đó, hamburger. Ok, hamburger. Nói chung là cứ đi theo cái dấu nhấn đó chị, chỗ nào mà có nhấn thì lên giọng, cái nào không có nhấn thì xuống giọng. Ok, getting ready. Write the words below in the chart, then add one more item to each list. Rồi bây giờ chúng ta làm cái nhiệm vụ đầu tiên trước, đó là write the words below in the chart. Chúng ta biết chart là cái bảng, vậy thì ở trong chart này nó đang có cái gì đây? À, nó chia ra thành nhiều cái Lại rồi phân loại đồ ăn khác nhau. Chúng ta có appetizer là món chính, món khai vị, main dishes hay là main course là món chính, vegetable các loại rau, dessert tráng miệng và drinks là các loại thức uống. Chúng ta đi cái appetizer trước nha chị nhé. Okay, so we have salad sir. appetizer. No, 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 no. We have salad in Xanh. appetizer. Okay, so what else do we have in appetizer? Appetizer. Đúng rồi. Nhưng mà em đang hỏi là chúng ta Salad. salad rồi, chúng ta có món nào khác ở trong appetizer nhỉ chị nhỉ? Soup. Soup, okay, soup. Em sẽ ghi ở đây để lát nữa chúng ta kiểm tra. Ok, thank you. Soup, anything else in appetizer? Cái này shrimp cocktail, nó là một cái món rất là nổi tiếng ở nước ngoài, nó đi một cụm như vậy luôn đấy chị nhé, shrimp cocktail. Ok, rồi nếu mà chúng ta tạm thời không biết nữa thì chúng ta để đó, chúng ta qua cái cột khác. Soup em thấy đúng rồi. Rồi chúng ta qua main dishes. And what are in main dishes? Chicken, Chicken, okay, that's good. What else? steak, Steak, good. Đúng rồi. Next, fish, dish. Okay, good. What else? We cái have chữ ở trên chữ súp là cái gì vậy cô ha? peas là các loại đậu chị. Peas là đậu. Thực ra nó gọi là các loại đậu thì không đúng. Peas này nó là cái hạt đậu màu xanh lá cây chị, cái đậu mà hay mình hay thấy trong cơm chiên Dinh Đậu Châu. Hà Lan. À đúng rồi, đậu Hà Lan, đâu tôi thấy quên mất tên. Peas đúng rồi, sẽ là đậu Hà Lan. Rồi, peas đậu Hà Lan. Là hết rồi Ok, đó là hết rồi. à, cái dream cocktail đó thì cái món này giống hơi tây tây nhỉ, Đúng rồi, nên shrimp mình cocktail này nó không rất là tây. Đúng rồi, chúng ta không có món không biết này ở nên sử trong. dụng cho món chính hay là món trắng món khai vị ta. Em nghĩ là cái này nó sẽ thuộc về khai vị, nhưng mà lát nữa để xem kết quả sau đó. Tại vì cái shrimp cocktail nó giống như kiểu như là thịt tôm nó xay nhỏ ra, xong rồi nó thêm các cái loại rau rau thơm vào để cho nó có mùi thơm nhẹ, có mùi thơm nhẹ. Đó, Nghĩ thường chắc có kem nữa. em có kem mà cái này không. Em đâu có, em chưa bao giờ thử món này hết. Em nhìn thấy trên hình rồi, nhưng mà bởi vì
cái ly, cái nó vẽ cái ly của nó xong rồi hả, nó cho những cái, nó ghép những cái con tôm lên trên cái thành ly như vậy này chị nè, đó là để tạo thành stream cocktail. Thì em thấy cái hình đó rồi, nhưng mà nhìn cái ly mà toàn tôm cũng hơi sợ, tại vì kiểu em không biết phân biệt được là cái món đấy nó đang là khai vị hay là món chính nữa, với cả em sợ là nó có rượu ở trong đấy nữa, tại vì cái này là cocktail mà chúng ta biết cocktail là chắc chắn sẽ có rượu, có một tí gì đấy nó đồ uống có cồn ở trong đấy nữa. Rồi chúng ta có chicken steak và fish rồi, tạm thời là chúng ta xong được cái main dishes. Chúng ta qua vegetables đi ha. Vegetables chúng ta Vegetable, có carrot. à, cái này chúng ta đọc là carrot, nó hơi âm ơ một chút xíu nha chị nhá. Carrot Carrot. đúng rồi, nếu như chúng ta đọc là carrot cái âm ô đấy thì chắc chắn đó là của tiếng Việt mình rồi, trong tiếng Anh không có cái đó. Carrot rồi. Carrot. Thank you, carrots. What Broccoli. else? Broccoli, good. Rồi. Broccoli. Peas. Peas, ok, chúng ta Hết có broccoli, peas và carrots. Thank you. Next, we have dessert. What are in dessert? Cake, Cake. cream, Đúng rồi, cake. Cake là bánh bông lan đó. Rồi, tiếp chúng ta có apple apple pie. Đúng rồi. Next. pie, irene, À, cái này chúng ta đang bị thiếu mất cái âm S ở đây, chúng ta cẩn thận giúp em nha. ice Ice cream. cream. Đó, ice cream. Rồi, chỗ này để đọc được như đúng chữ kem của mình ấy, thì mình nhớ là ice cream này, cái cách đọc của nó rất giống với ai. Như thế nào? Là tôi la hét đó chị. Cái cách đọc của chữ kem này rất giống với chữ tôi la hét, ice cream. Thì ở dưới nó cũng vậy, ice cream. Đó. Ice cream. Đúng rồi, chính xác, ice cream. Rồi, thank you. Rồi, tiếp. À, vậy thì còn drinks, qua của drinks sẽ là những từ còn lại, đúng không ạ? Chúng ta có Tea, tea, đúng juice, rồi. Juice và cuối cùng coffee. coffee. Rồi, và chỉ còn có một cái là shrimp cocktail là không biết nó về đâu thôi. Rồi, em cùng xem lại. Rồi. À, cái shrimp này. Trời ơi, cái shrimp cocktail này thấy rồi. Rồi. Vậy là ban đầu em tưởng cái shrimp cocktail này là một nhưng không, nó đang chia làm hai này chị nè. Chúng ta thấy là shrimp nó đang vứt vô trong đây, còn cocktail này nó vứt vô trong cái đồ uống. Ban đầu nhìn từ shrimp cocktail là một đấy. But there's a shrimp cocktail, có cocktail đúng không? Cũng Sorry có mà. món đó mà nên mới gây hiểu lầm. Đó, thật sự mà em đã nhìn thấy rồi, nhìn rồi mà không thể muốn thôi, nhìn nó đó, nhìn nhìn nó không có được có appetizing cho lắm. Nhìn không được Cái ngon món miệng lắm. đó nó thường giống như là cái món 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 súp kem á, Dạ vị nó dạ rất là khó ăn. Ồ chị ăn súp kem này chị. Nhưng là súp kem nó Tại sẽ vì lúc trước cũng có từng làm lễ tân ở nhà hàng á nên là cũng có biết. Ok, nói chung là cái súp kem em chưa có ăn, nhưng mà nhìn thì ngon thật, nhưng mà em nghĩ nó sẽ rất là béo và ngậy, kiểu như là ăn một hồi sẽ ngán. Khó ăn lắm, cái vị nó cứ lợ lợ, nó khó ăn sao. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe cái bài nghe này nha chị nhá. Okay, people are ordering food in a restaurant. Họ đang kêu, họ đang order đồ ăn ở trong một cái nhà hàng. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là nghe và sau đó là chọn đúng cái order của họ. Mình đợi em chút xíu để em sửa lại cái loa cho nó to lên. Tại vì thông thường cái loa nó sẽ hơi bé. Hope, em hy vọng là nó đủ to để cho mình nghe thấy. Rồi, âm lượng đã hết cỡ rồi, bây giờ mình kiểm tra mình có nghe thấy cho em không nhé chị nhé. Rồi, cái đoạn nhạc vừa rồi mình nghe thấy đúng không ạ? Nghe Rồi, bây giờ chúng ta thấy là có ba người, there are three people ordering food. Đấy, chúng ta sẽ nhìn vô cái menu trước nha chị nhé, chúng ta nhớ cái món trước đã. Rồi, chúng ta làm từng người một, em sẽ dừng từng người một cho mình dễ nha, tại vì cái menu nó hơi dài. Được chưa? Rồi, look at the appetizer for guest number one. Khách đầu tiên họ sẽ có những lựa chọn nào? Vegetable soup, house salad, nó là tên món ăn thôi. Steak with fries. Thông thường chúng ta sẽ thấy cái món steak được phục vụ với khoai tây chiên ăn kèm đúng không ạ? Fries là khoai tây chiên. Roast chicken. Roast này là cái hoạt động nướng, mà coi như là quay của mình đó. Đó, thì nó gọi là gà quay, gà nướng đó. Roast chicken.
spaghetti with meat sauce. Chúng ta biết là món mì Ý thường sẽ được ăn với sốt thịt mắm đúng không ạ? Thì đây cần thêm sauce là vậy đó. Rồi, dessert we have apple pie and ice cream, tea, soda, coffee, juice. Không có gì quá khó nha chị nhỉ. Unit 12. Restaurants. Page 46. 2. Let's listen. People are ordering food in a restaurant. Listen and check each person's order. Chúng ta chuẩn bị nhé. Người đầu tiên em sẽ dừng lại sau khi người đầu tiên kết thúc. 1. Are you ready to order? Yes, I'd like to start with the salad, please. Okay. And what would you like for your main dish? I'll have the spaghetti. Is it good? I've never tried it. Anything to drink? Tea, please. And how about dessert? Not today, thanks. Thế là hết người đầu tiên. Cái này nó có chèn cái âm thanh phía sau tiếng ồn cho nên là hơi khó nghe. Mình có muốn nghe lại không ạ? Nghe lại đi cô. Rồi. Are you ready to order? Yes, I'd like to start with the salad, please. Okay. And what would you like for your main dish? I'll have the spaghetti. Is it good? I've never tried it. Anything to drink? Tea, please. And how about dessert? Not today, thanks. Rồi, thế thôi ạ. Mình đã nghe hai lần rồi thì mình có bốn cái lựa chọn chứ ạ. Rồi, vậy thì what does he want for appetizers? House salad. House salad, thank you. Chúng ta chỉ nghe thêm mỗi chữ salad thôi đúng không nhỉ chị nhỉ? Đó, cái này cũng giống như khi mà chúng ta đi ăn ở ngoài nhà hàng. Nếu như mà cái món nó đã quá rõ rồi thì chúng ta không cần phải đọc tên đầy đủ. Chúng ta đọc cái món chính của nó trong đó thôi. Là chữ salad, cái house này chắc là kiểu như salad nhà làm đó, kiểu vậy. Rồi. Main dish. What does he have for the main dish? Spaghetti with meat sauce. Spaghetti with meat sauce. Cái chữ sauce này chúng ta không được cong lưỡi đi nha chị nhé. Chúng ta tặng lưỡi ra. Spaghetti sauce. With meat sauce. One more time. Spaghetti with meat sauce. Okay, that's good. Đúng rồi. Okay. Tiếp theo người ta không có nói đến dessert mà người ta lại nói đến drinks. Thì what does he have? What drinks does he choose? Is tea. Is tea. Okay, and does he have dessert? Apple pie. No, câu trả lời của em là không. No, thank you. Đúng rồi. Hồi đầu cũng nghe là không hỏi tới cái món đó thì bảo là không cảm ơn. Rồi. Thật ra ở đây họ nói là not today, tức là hôm nay không có bụng để ăn tránh miệng. Ăn kiểu như hai món như vậy cũng đủ no rồi. Đấy, mình nghe lại cái đoạn đấy một chút xíu. Tea, please. And how about dessert? Not today, thanks. Not today, thanks. Tức là hôm nay sẽ không có dùng tránh miệng. Okay, now we're ready for customer number two. Customer number two, what is in the menu? Trong menu này có gì? For appetizer, there are soup of the day. Soup of the day theo cái kiểu mà mỗi ngày một món soup ấy chị. Soup of the day, mỗi ngày một món soup. Greek salad, salad mà làm theo kiểu Hy Lạp. Okay, main dishes. Vegetable plate. Cái vegetable plate này nó giống như cái món kho quẹt của mình ấy chị. Tức là cho một một đĩa tất cả các loại rau nhưng mà sẽ đi ăn cũng như là sẽ có cái sốt ăn kèm. Vegetable plate. Hoặc là ăn kèm với phô mai theo cái kiểu ăn của họ. Grilled fish with broccoli or peas. Nếu như chúng ta đã có cái roast là nướng theo kiểu mà quay ấy thì cái grilled này sẽ là nướng pan. Chúng ta sẽ sử dụng bếp pan để nướng. Grilled fish with broccoli or peas, cái nướng pan với ăn kèm với bông cải hay là đậu Hà Lan đó. And for dessert, they have two choices, either chocolate cake or ice cream. Rồi, drinks, iced tea, nó cũng giống tea nhưng mà thêm ice tức là trà đá thôi, soda, coffee and juice. Okay, mình nắm hết tất cả các món chưa? Yeah. Okay, let's start. Hi there. What can I get you today? Well, let me see. I'll just have some soup and a salad. Sure. Soup and salad. Our special today is grilled fish, and that comes with broccoli or peas. No, thanks. Not today.
I'm not very hungry, but I would like some chocolate ice cream for dessert. Sure. Anything to drink? Coffee. And some water, please. Rồi, cái người này gọi món cũng rất là nhanh ha. Okay, one more time. Mình nghe lại một lần nữa. Yeah. Hi there. What can I get you today? Well, let me see. I'll just have some soup and a salad. Sure. Soup and salad. Our special today is grilled fish, and that comes with broccoli or peas. No, thanks. Not today. I'm not very hungry, but I would like some chocolate ice cream for dessert. Sure. Anything to drink? Coffee. And some water, please. Okay, that's all. Okay, so what does he have for appetizers? Soup and salad. Soup and salad tức là cả hai món trên màn hình đúng không chị nhờ? Cả soup of the day and Greek salad luôn. Rồi, does he order main dish? No. No, okay, that's good, đúng rồi. So for dessert, what does he have? Ice cream. Ice cream, đúng rồi. Chúng ta nghe thấy chocolate, chúng ta cứ tưởng là chocolate cake nhưng không phải. Họ kêu là chocolate ice cream. Rồi, how about drinks? What does he have for the drinks? Coffee. Coffee, that's good. Rồi, chính xác rồi ạ. Rồi, now we're ready for customer number three. In the menu for customer number three, we have chicken soup and spinach salad. Cái spinach này nó là cái rau, chúng ta gọi là rau chân vịt hay là cải bó xôi. Cải. Cải bó xôi, cái cải bó xôi hay là rau chân vịt ấy. Đó. Nên còn gọi rau cải Việt Nam mình nhiều lắm. Cái này là cải bó xôi hay là rau chân vịt. Đúng rồi, spinach. Chúng ta đọc lại nha, spinach không phải spinach. Chúng ta ghi nhìn nó ghi spinach như vậy nhưng mà không phải. Spinach. Spinach. Thank you, good. Chicken soup or spinach salad, salad rau chân vịt. For the main dishes, we have beef stir fry. Stir fry ở đây là cái cách nói món xào trong tiếng Việt của mình đấy chị. Stir fry. Okay, and then we have, đúng rồi, hamburger with fries là hamburger ăn chung với khoai tây chiên. Rồi, dessert, we have either cheesecake or fresh fruit. Là cái món cheesecake, cái món bánh mà chủ yếu làm từ phô mai. Thì món bánh chủ yếu làm từ phô mai, cái này khá là nổi tiếng. Fresh fruit hay là trái cây tươi. Rồi, trong drinks thì chúng ta có món mới, đó là milk, đúng không ạ? Có milk. Rồi, okay. Now we're ready to start. Three. Hi, have you decided yet? Is the beef stir fry very spicy? Yes, it's pretty hot. I think I'll have a hamburger and fries then, and a glass of milk. Anything for dessert? The cheesecake is excellent. No thanks. Rồi, rất là đơn giản luôn. Chúng ta nghe lại một lần nữa. Hi, have you decided yet? Is the beef stir fry very spicy? Yes, it's pretty hot. I think I'll have a hamburger and fries then, and a glass of milk. Anything for dessert? The cheesecake is excellent. No thanks. Okay. Rồi. Okay, what does he order? Anh ta đã order gì nhỉ chị nhỉ? Hamburger với lại milk. Okay, hamburger with fries and milk. Chúng ta đọc lại cái chữ này được không ạ? Chữ này, chữ sữa nó rất là dễ milk. Đọc. Không, cái milk. cheesecake này em ngõ lộn nha. Milk, có âm k của chị. Milk. Milk. Okay, thank you. Good. Rồi, em sửa lại cái đáp án này tại vì cái cheesecake không có. Anh ta nói là no thanks rồi. Okay, that's very good. Right, now, I have some question for you. Okay, imagine that you are at your favorite restaurant. What will you order? Imagine that. Nhà hàng order món gì? Cái câu này nghe nó hơi kỳ. Đây là chắc là em sẽ không hỏi đấy đâu đúng không? Tự nhiên nghe hơi kỳ. Okay. Và còn lại thì cũng chỉ là một số cái câu mà chúng ta hay gặp, hay dùng ở trong nhà hàng ha. Nếu như sau này chúng ta có quyết định kiểu như là quay lại để làm cái
Gần như là quay lại đóng vai phục vụ ấy, thì khi gặp khách nước ngoài chúng ta sẽ có cái những cái lời thoại như sau. Are you ready to order? Chúng ta mở câu này khi mà hỏi xem là khách hàng đã sẵn sàng để gọi món chưa chị. Are you ready to order? Rồi would you like là mình đang gợi ý cái món gì đó cho người ta được chưa? Would you like, ví dụ như họ đã gọi món xong hết rồi và chúng ta thấy họ chưa gọi đồ uống thì chúng ta gọi là would you like some orange juice? Đó, hoặc là họ chưa có gọi tráng miệng thì chúng ta gọi là would you like some ice cream? Rồi, cái câu thứ ba, what would you like for? Là chúng ta hỏi họ cụ thể luôn là bữa ăn khai vị, bữa ăn chính và bữa ăn tráng miệng thì họ có những món nào, họ đã chuẩn bị gọi món nào. Rồi, thấy chưa? Anything else hay là any dessert? Đó, hay là any drinks? Là chúng ta dùng để hỏi khi mà thấy họ đã gọi xong rồi và mình vẫn còn muốn gợi ý cho họ thêm một cái gì đó nữa thì chúng ta sử dụng cái câu này. Đơn giản đúng không chị ha? Yeah. Ok. Rồi vậy thì cái nội dung của cái bài restaurant này nó không có gì khá là không có gì khó. Em nhắc lại một chút xíu về tên gọi của một số món ăn chúng ta cũng có thể gặp ở trong trường hợp ngoài đời thật. Đó là roast chicken. Chicken này chúng ta biết rồi, còn cái roast này như hồi nãy em nói đó là cái kiểu gà quay đúng không chị nhỉ? Là cái kiểu nướng nhưng mà gà quay trong lò đó. Nướng quay lò thì gọi là roast. Tiếp chúng ta có grilled. Grilled này là chúng ta dùng để nấu cái món như thế nào nhỉ chị nhỉ? Nướng bằng than. Nướng bằng than, đúng rồi, chính xác. Rồi, tiếp chúng ta có cái stir fry. Stir fry thì sẽ là món được chế biến như thế nào? Xào. Đúng rồi, chính xác. Ok, rồi. Thì chúng ta học được thêm những từ mới trên đó, còn lại là hết rồi. Chúng ta xong được bài 30 restaurant. Chắc là em chuyển qua nội dung bài số 31 rồi nhé chị nhé. Chúng ta vẫn còn ít thời gian thì em mở bài 31 luôn, chạy luôn cho lẹ. Rồi, in day 31 we study about health. Trong bài số 31 chúng ta học về chủ đề health, sức khỏe. Okay, so what are we going to talk about? Understand the vocabulary, vocab about health first. Trước tiên chúng ta sẽ phải hiểu những cái từ vựng liên quan đến sức khỏe đã. Rồi. Okay. Rồi vậy thì từ vựng liên quan đến sức khỏe thì có gì? Đầu tiên là các cái bộ phận của cơ thể, đúng chưa? Body parts. Okay. Tiếp theo chúng ta có gì? Rồi, thực ra là cũng chả có gì nhiều. Cái bài đầu tiên thì chúng ta chỉ học về các bộ phận, tên của các bộ phận trong cơ thể người thôi. Okay. Rồi những cái này từ là đọc rất là dễ dàng. Cái này là dành cho các bé lớp 1, cấp 1 đọc cũng được là chị này. Thở nha chị nhé. Rồi body chúng ta là cơ thể đúng không ạ? Body rất là dễ. Cái mắt, một con mắt thôi chúng ta sẽ đọc là Eye, đúng rồi. Vậy thì khi mà nói đến đôi mắt chúng ta sẽ phải thêm cái chữ S vào, đọc thành eyes. Đấy chưa? Eyes. Rồi, đúng rồi. Một bàn tay sẽ đọc là Hand. Hand. Rồi chúng ta đang hơi đọc chạch sang âm em một chút xíu nhưng không sao, đó là cái cách âm mà mọi người nghe có thể hiểu được. Đó, tại vì nó được sử dụng khá là nhiều, cái kiểu phát âm đấy được sử dụng khá nhiều, phổ biến ở Mỹ. Tiếp chúng ta có cái lưng đọc là back. Back, đúng rồi, chính xác. Đây là lưng, cái lưng là răn từ. Vậy thì khi mà cái từ back này đóng vai trò là răn từ, nó sẽ là cái lưng. Nhưng nếu như nó là loại từ khác trong câu thì nó sẽ có nghĩa khác nha chị nhé. Ví dụ như chúng ta có là take back something. Take back something là gì ạ? Mang đi. No, take back. Lấy mang lại. Trở lại. Đúng rồi, chính xác, lấy lại. Take back something là lấy lại. Tại vì cái back này theo cái giới từ, cái hướng của nó ấy, tức là đi một vòng rồi quay trở lại, đó là back. Giống như come back. Feedback. Đúng giống rồi, chữ feedback đúng không? Đúng rồi, feedback giống như vậy. Feedback thì thực tế là nó là cái danh từ nó viết liền như vậy là chị nè. Và thì nó, đúng rồi, feedback này nó là danh từ viết liền như vậy. Đó, chúng ta không có viết rời nên nha. Và cái back này nó giống như là nó chỉ cái hướng thôi, tức là cái feed là một cái lời bình luận. Đó, một lời bình luận được gửi đi nhưng mà cái back là một lời bình luận được gửi lại. Đó. Rồi, chúng ta có come back. Come là bình thường là chúng ta đến đâu rồi đúng không ạ? Còn back là lại quay một vòng trở lại, thì come back là quay trở lại vị trí ban đầu. Rồi, đó là back ở những vị trí loại từ khác. Còn ở đây back danh từ mà nói về cơ thể người, trong cái ngữ cảnh nói về cơ thể người thì back là cái lưng. Rồi, cái từ tiếp theo rất dễ, chúng ta có Nose, chính xác. Rồi, cái từ tiếp theo các bạn đọc dễ này. Finger, chính xác. Rồi finger thì chúng ta có 5 cái ngón tay khác nhau, nó sẽ có tên gọi 5 ngón tay khác nhau. Một cái ngón mà chúng ta có thể sau này gặp rất là nhiều đó là thumb.
đó là ngón cái. À không, ngón cái. Rồi, cái ngón trỏ nó sẽ gọi là point finger, tức là ngón để chỉ trỏ đấy, ngón để chỉ trỏ là point finger. À, bị lát hả cô ơi? À, không 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 có chị ơi, em vẫn đang chờ chị viết đấy, tại vì em thấy chị đang viết đây. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi, ok, cái từ này chúng ta gặp nhiều này, cho nên em giới thiệu thôi cho chị nhé. Rồi cái này là thumb là ngón cái. Rồi tiếp chúng ta có kin. Kin, đúng rồi ạ. Rồi vậy thì có một cái tính từ mà rất phù hợp với cái đi chung với cái từ da này mà em thấy là chúng ta có thể dùng để mỉa mai ai đó. Rồi chúng ta biết tích là gì ạ? Chúng ta biết tích là gì ạ? Cái từ này tôi đang nghĩ ra nó. Từ này không nhớ này. Rồi vậy thì em sẽ giới thiệu luôn cái thick skin này, đó là mặt dày theo cái kiểu mà mỉa mai là ai đó kiểu lì lợm đến mức mà mặt dày là như mặt dày như mặt đường luôn á. Đó. Ở đây sẽ là dày đấy chứ. Cái skin là cái da của mình, vậy thì somebody who is thick skin like doesn't listen to anybody else, không có lắng nghe ai cả. Không có chịu lắng nghe ai. Skin. Thực ra nó đúng hơn đó là kiểu cố gắng làm một cái việc gì đó mặc dù đã được khuyên can rồi, gọi là thick skin. Không ngại bị chỉ trích. Rồi. Chúng ta có gì đây ạ? Cái từ này chúng ta đọc là brain. Rồi hơi lag chút xíu nhưng mà được là brain, cái bộ não, đúng rồi. Rồi, tiếp theo trên khuôn mặt của chúng ta có cái này chúng ta đọc là mouth. Now và tiếp theo chúng ta có lip. Đúng lip. Rồi là môi, nhưng mà chúng ta nên nhớ giúp em lips này mới là đôi môi của mình nên chị nhé, tại vì chúng ta có môi trên và môi dưới nên khi mà ghi chúng ta nhớ ghi lips là s để chỉ đôi môi. Nếu như chúng ta chỉ ghi mỗi lip thôi là chúng ta không nói được là môi trên hay môi dưới, còn cái mouth cái miệng ấy là ở bên trong luôn đó. Dạ. Rồi. Rồi nếu mà chúng ta đã có cái chữ head này rất là dễ, chúng ta gặp hoài, chữ răng này chúng ta cũng gặp hoài đúng không? Rồi, trên đây thì có chữ nào mà mình thấy hoang mang không nhỉ chị nhỉ? Không, nói chung là mấy chữ này dễ. Rồi vậy thì cái lưỡi chúng ta đọc như thế nào ạ? Phrase. Ok, cái lưỡi thôi, no, hiền. À, này cô chỉ cho anh cái bị liệu luôn. Thân, đúng rồi, cái này là âm ở bình thường và cái này là âm ngờ trong tiếng Việt mình thì mình đọc là thân. Rồi, cái đầu gối này chúng ta thấy chữ K nhưng chữ K này là âm câm, không có phát âm nên chúng ta chỉ đọc đơn giản là knee, đó là đầu knee. Gối. Rồi, cái dạ dày chúng ta gặp hoài, ôn lại cách đọc một chút xíu sẽ đọc là stomach. À, chúng ta thấy âm ở ở đây không nhỉ? Âm ở thì nó phải là stomach. Stomach. Ừ, đúng rồi, và có một kẻ cuối từ là hơi khó đọc, stomach. Stomach. Ok, có âm kẻ cuối chúng ta để ý giúp em nhé. Rồi. Rồi, trên này chúng ta nhìn lướt qua cho em là chúng ta có cái từ nào khó đọc không ạ? Em nghĩ là không, em sẽ nghĩ là không. Có từ này hơi vừa lạ vừa quen, tại vì chúng ta có gặp từ này rồi. Đó. Muscle, đúng rồi, chính xác, chúng ta không thể có cổ, không thể có kẻ trong đây, chúng ta biết là muscle thôi. Đúng rồi, muscle. Rồi còn lại thì có thắc mắc thì không nhỉ chị nhỉ? Cái chữ ngón chân chúng ta đọc xem nhỉ chị nhỉ? Toe, chính xác rồi, chúng ta nhìn phiên âm mà đọc thì như vậy là ok lắm rồi. Đó, sau này thì chúng ta cứ dò từ điển để mà đọc thôi. Chính xác, toe. Khi nào mà có cơ hội đi Sài Gòn cô thử ăn muscle chicken thử đi. À gà cơ bắp là gì hả? Muscle chicken. Yeah. Muscle chicken hình như là một cái mấy cái brand đúng không? Một cái tên thương hiệu. Nó là dạng nó là gà bó xôi á cô. Mình kêu là gà không lối thoát á, nhưng mà cái thương hiệu của nó tên là gà cơ bắp luôn. Tại vì là em cứ tưởng đó giờ cái gà cơ bắp là nó chuyên những cái loại gà nướng hay gà chiên giống mấy quán khác ấy, nhưng mà không ngờ là nó chuyên về gà bó xôi. Ok, I will try. Lâu rồi em cũng chưa lên lại Sài Gòn, chưa đi thăm Hùng nhiều. Rồi.
À, cái ngữ pháp mà hôm nay chúng ta học ấy, thì nó rất là dễ. Cái này chúng ta biết được từ hồi mà chúng ta còn cắp sách đi học luôn rồi. Đó là this dùng để chỉ cái vật gì đó ở gần và vật đó chỉ có duy nhất một cái. Rồi, plural của this chính là these, cũng dùng để chỉ những cái vật ở gần. Thế là nhiều vật ở gần nha chị nhé. Nhiều vật ở gần. Nhiều vật ở gần dùng these. Một vật ở gần chúng ta dùng this. Rồi, đơn giản hơn. Ok. Đây là một số từ vựng tiếp theo chúng ta có thể học để nói về sức khỏe. Rồi. Tiếp. Keep plate sizes and portions small. Ở đây chúng ta có cái từ portion rất là hay. Portion đó là khẩu phần ăn. Thấy chưa? Portion là khẩu phần ăn. Còn cái plate sizes tức là kiểu như cái để ăn vừa đủ trên một cái đĩa nhỏ thôi chị. Ăn vừa đủ trên một cái đĩa nhỏ, còn khẩu phần ăn thì cũng nên ăn ít thôi, không có ăn nhiều. Ăn nhiều quá thì sẽ bị full, bị bụng thực hay là bị đau dạ dày, stomach ache. Keep plate sizes and portions small. Rồi. Ok. Ở đây nó nói là drink mostly water, avoid cool drinks. Thì chúng ta dịch cái cụm này như thế này nha chị nhỉ? Uống nhiều nước mà không nên uống nhiều nước lạnh đúng không cô? Rồi, gần đúng. Chúng ta có drink mostly water, tức là uống chủ yếu là uống nước lọc thôi chị. Tức là nó đang kêu là mình đừng có uống nước khoáng, nước có ga hay là nước chứa nhiều đường, nhiều đồ ngọt quá. Nó kêu là no. Rồi, drink mostly water. Còn avoid cool drink. Ở đây chúng ta có thể avoid là né xa, tránh xa đó chị. Avoid là tránh xa. Rồi, tránh ra các cái thức uống mát. Đó, hoặc là đồ uống lạnh. Avoid cool drinks. Chính xác. Rồi, tiếp. Một lời khuyên tiếp theo để giữ sức khỏe tốt chúng ta có gì? Make time for daily exercise routines. Câu này cũng tập thể dục mỗi ngày. Đúng rồi, tập thể dục mỗi ngày. Nhưng mà chúng ta nên nhớ có cái cụm make time rất là hay nè chị nhỉ. Make time for. Chúng ta ghi nhớ giúp em make time for, dành thời gian để làm gì? Nó bằng với spend time ấy. Thực ra là bằng này cũng không đúng. Cái make time là tức là từ một cái lịch trình mà đang kín đáo dày đặc của mình ấy, thì mình điều chỉnh làm sao đó mà chừa được cái thời gian trống này để tập thể dục. Đó thì mới gọi là make time for. Thì nó mang tính kiểu như là bận rộn tiêu cực hơn một chút xíu là spend. Spend là một cách nói rất là bình thường, làm thời gian làm việc gì. Còn make time for là nhớ chừa thời gian ra để làm gì đó. Vậy thì ở đây nó là chừa thời gian cho những cái bài tập luyện hàng ngày. Đó. Rồi. Eat 70% vegetables là ăn 70% là rau xanh, 40% other food, rồi còn lại muốn ăn gì thì ăn, là ăn nhiều rau xanh lên. Rồi skip dressing, butter and gravy. Cái gravy này bên chúng ta không có nên em không có dịch. Gravy nó không phải là của Việt Nam. Rồi chúng ta có dressing. Dressing là theo các cái kiểu mà nước sốt. Nước sốt chúng ta rưới lên trên những ăn đấy chị. Tại vì thường là chúng ta thấy là đồ ăn mà nhạt quá thì chúng ta sẽ tự động rưới nước sốt lên cho nó đậm vị hơn được không chị nhỉ? Nên là người ta biết là nước sốt người ta sẽ làm đậm hơn, mà đậm hơn thì mặn, ăn mặn thì không tốt, nên họ mới kêu là skip, tức là bỏ qua, thì bỏ qua phần dressing luôn. Skip dressing, butter, rồi tức là không có được xài quá nhiều bơ. Đó, không có xài quá nhiều bơ. Cái kiểu ăn này xem đọc em thấy nó tiêu cực hết ta. Nếu mà ăn kiêng quá. Đó. Không, cái này ăn kiêng thì kiểu tiêu cực luôn, bỏ cả dressing với cả butter luôn, là thấy là ăn chỉ có gặp rau mà sống rồi đấy. Rất nhiều ăn gì ta? Eat clean. Keto ta. À, không keto. Cái gì ăn? Ăn chế độ cái keto gì mà... hả chị hả? Keto. À, keto. Keto là kiểu em thấy nó còn gợi ý là ăn hạt với cả kiểu uống những cái loại sữa mà sữa hạt hay là gì ấy, ăn hạt là chủ yếu. Thì em cũng không rau không... nữa. Em không tìm hiểu nhiều về keto, em chỉ đang thấy là cái này nó đang mô tả cái chế độ ăn kiêng thì mà nghe nó tiêu cực mà nghe đáng sợ vậy, thật. Rồi, tại vì keto là kiêng hẳn tinh bột luôn. À... chỉ ăn bất cứ thứ gì mà trừ tinh bột ra. Ô trời. Rồi, vậy là mình sẽ được phép ăn những gì như là chất đạm và cả chất béo luôn hả chị hả? Đúng rồi, nhưng rồi. Mà kiêng tinh bột nó keto là thiên về tinh bột. À, dạ rồi. Ok. Rồi, ở đây chúng ta có cái câu giống như tiếng Việt mà là ăn chậm nhai kỹ nè. Eat slowly and thoughtfully. Đó, ăn chậm nhai kỹ trong tiếng Việt là chị. Eat slowly and thoughtfully. Rồi, thực ra cái chữ nhai kỹ tiếng Anh nó sẽ khác, nhưng mà chúng ta cũng biết là cái câu ăn chậm nhai kỹ nó giống như là một cái câu thành ngữ luôn rồi đúng không? Đó là cái thành ngữ. Đúng rồi. Vậy thì trong tiếng Anh nó cũng có tồn tại thành ngữ luôn, thì thành ngữ không phải là lúc nào nó cũng dịch 100% sang tiếng Việt đúng như trang như vậy từng từ. Rồi.
Đây, they give away leftover dishes. Em không biết là cái lời khuyên này nó chu từ đâu ra luôn, nhưng mà em thấy cũng đúng. Tức là leftover là đồ ăn còn còn dư lại, đúng không nhỉ chị? Leftover dishes là những đồ ăn còn dư lại. Và chúng ta đang give away, tức là chúng ta làm gì, xử lý nó như thế nào nhỉ chị nhỉ? Đem đi cất rồi. Cất thì chúng ta sẽ phải xài cái cụm từ mà put away. À, bỏ đi, bỏ đi. Rồi bỏ đi thì sẽ phải là throw away, là ném ra ngoài đường đó. Là throw away là bỏ đi. Cái give away này đơn giản là chúng ta đem cho. Tức là đem... gọi là chúng ta ăn không hết thì chúng ta để người khác, đưa cho người khác ăn, kiểu kiểu vậy đó. Em không biết là cái này chu đâu ra. Give away hiểu là đưa cho người khác, give away là đưa cho ai đó. Rồi nghe cái này thì nghe nó hơi kỳ một chút xíu, nhưng mà kiểu chắc người ta đang nghĩ theo cái kiểu mà mình, người ta, người khác không có ăn thì mình ăn xong để khác ăn với, đại loại vậy. Rồi tiếp, avoid stressful topics of conversation. Chúng ta hiểu cái này là gì nhỉ? Tránh căng thẳng đúng không? Đúng rồi, nhưng mà tránh xa cái căng thẳng. Nhưng mà cái này cái gì căng thẳng nha chị nhỉ? Topics là những cái chủ đề căng thẳng, đúng không ạ? Hoặc là conversation là liên quan đến cuộc hội thoại, tức là tránh xa những cái cuộc nói chuyện căng thẳng. Rồi, schedule time alone to rest and recharge. Chúng ta có schedule này ở đây đó là lên lịch và sắp lịch, đúng chưa? Sắp lịch. Rồi time alone tức là dành ra những cái khoảng thời gian một mình để làm sao ạ? Rest, nghỉ ngơi. Recharge làm sao ạ? Là hồi phục, sạc năng lượng, nó gọi là sạc năng lượng. Rồi thực, nói chung là cái những cái lời khuyên này em cũng không biết là phải giải thích như thế nào để cho nó hay, tại vì em không có khoảng thời gian nào ăn kiêng, hay là đang trong một cái quá trình ăn kiêng, hay là ăn kiêng theo chế độ đó là đặc biệt. Nhìn những cái này em còn cảm thấy gì chết thêm. Thì đây là em cảm thấy gì chết thêm. Mặc dù biết là cái chế độ ăn mà kiểu ăn nhiều rau hay uống nhiều nước thì nó rất là tốt, nhưng mà khi mà viết thành lời và giải thích cho người khác hiểu thì em vẫn thấy nó căng thẳng hơn là học bài luôn á. Rồi ok, unhealthy lifestyle. Sang cái phần sau thì chúng ta sẽ học về unhealthy lifestyle nha chị nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục bài 31 vào ngày mai, cũng vào lúc 12 rưỡi luôn. Chúng ta xem trước cho em cái những cái còn lại của cái how to have a good health ấy. Chúng ta xem là cái dòng cuối giúp em. Rồi và xem luôn cái unhealthy lifestyle, nghiên cứu trước giúp em luôn nhé chị nhé. Rồi ok, thank you. Rồi em sẽ gặp chị vào ngày mai nha chị. See you tomorrow. Bye bye, thank you so much for coming. Bye bye. Okay.